đàn cày năm chảo tiếp tục với máy Komuta trên cánh đồng nhân lễ Đại Lộc Nam Sách Hải Dương. Dài ra khoảng độ hơi lâu 2-3 phần đằng sau. Vâng. Dàn cày năm chảo cho máy rất là 138 năm chảo trên cánh đồng Xã Đại Lộc Nam Sách Hải Dương. Bác ơi cho vẫn phải tăng cái ren, vẫn phải cho cái ren dài ra một tí nữa là ok rồi đấy. Rất là 138 và 5 chảo. Máy gạt nó trần.
cánh đồng bạt ngàn thẳng cánh của bay. Đấy mày nhìn kìa.